để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, từ đó có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay thông qua nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội. Hoạt động này của hội đã giúp nhiều hội viên cải thiện và nâng cao thu nhập, có cuộc sống ổn định và phát triển hơn. Rời quê hương Nam Định vào phường 10 thành phố Vũng Tàu lập nghiệp từ đầu những năm 1990, bà Nguyễn Thị Hiền chuyên tâm với nghề nuôi heo, nấu rượu, còn chồng bà Hiền làm nghề phụ hồ. Tuy nhiên do phải nuôi ba đứa con ăn học nên cuộc sống gia đình bà luôn khó khăn. Tiếp sức cho gia đình bà Hiền, năm 2013, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10 đã tính chấp với ngân hàng chính sách xã hội cho bà vay 50 triệu đồng mở tiệm tạp hóa tại nhà. Nhờ tiệm tạp hóa này mà cuộc sống của gia đình bà Hiền đã ổn định và phát triển hơn. Thì bây giờ mình thì có đâu thì mình vươn trải từ đó. Thì cũng nhờ vốn của bên phụ nữ của ngân hàng đấy thì cho mình vay thì mình mới phát triển được như thế này. Còn nếu nói chung nếu không có vốn thì mình cũng không phát triển được như thế đấy. Chị Lữ Thị Ca ở phường 7 thành phố Vũng Tàu cũng là một trong số hàng ngàn hội viên phụ nữ được hưởng lợi từ nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Trước năm 2018, gia đình chị kinh doanh giày dép nhưng không thành công nên rơi vào cảnh khó khăn. Sau đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tính chấp cho vay 40 triệu đồng. Chị Ca chuyển sang kinh doanh quán cà phê tại nhà. Cuộc sống gia đình chị cũng từ đó mà bớt phần chất giả lo toan. Thì lúc đó cũng đang làm ăn cũng khó khăn, cho nên là cũng chưa có vốn và không biết là mình bắt đầu từ đâu, thì cũng may nhờ được cái gói hỗ trợ của bên ngân hàng vào đúng thời điểm mà mình cần nhất. Thì đến bây giờ thì mình thấy là cũng dần dần ổn định hơn. Thì qua cả cái hộ vay thì họ làm ăn phát triển rất là có hiệu quả. Cái việc mà kiểm tra giám sát là cái này mình phải làm thường xuyên. Không những hội mà mình phối hợp với ngân hàng để xem thử là cái cách người ta sử dụng vốn có hiệu quả hay không, có phù hợp với cái việc mà kinh doanh của họ hay không. Thì để từ đó mình sẽ có cái hướng dẫn cho người ta. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay do hội phụ nữ đứng ra vận động cũng như tính chấp đã góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu quản lý 155 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 318 tỷ đồng, giúp hơn 6.600 lượt hộ hội viên vay khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Qua kiểm tra, hầu hết các hội viên đều sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã giúp cho 113 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát các cái hoạt động vay vốn. Thì trong năm là chúng tôi tiến hành kiểm tra 100% các cái tổ vay vốn và kiểm tra 90% các cái hộ gia đình vay vốn. Trong những năm qua là không có xảy ra các cái trường hợp nợ xấu và nợ quá hạn. Hoạt động vay vốn của ngân hàng chính sách đã mang lại các hiệu quả kinh tế, giúp cho các cái hộ gia đình phát triển kinh tế và góp phần vào cái thực hiện cái an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay nhằm giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.